sao sao có cái đầm này đẹp lắm nè mày. Có cái đầm này đẹp lắm này. Cái đầm bư dùm mày thích cái gì, bữa nào tôm nhiều hòn lắm. Mấy tình yêu ơi, ê đang xem like chấm like với em để em lên mão cho mấy chị xem nha, để em lên mão cho mấy chị xem nha mấy chị ơi. Em lên mẫu cho mấy tình yêu xem nha. Rất là đẹp luôn. Rất là nhiều đồ đẹp luôn. Em lên cho mấy tình yêu mấy cái thơ cái set này trước này. Cái set này rất là đẹp. Cái nồi hoàng niêu nó hoàng niêu. Cái nồi em thanh lý em nó thành thanh lý nha mấy tình yêu. Đây set này là tình yêu. Ờ dùm. Dùm nè. Dùm này chắc mày mẹt hơi chặt đó. Mày bao nhiêu ký sao hè. Dùm này chắc mày mẹt hơi chặt đó. Dùm này dùm về nè. Mẹt hơi chặt á. Ờ, đang cầm giùm nè. Nè. Đang cầm giùm nè. Đang cầm giùm nè. Giùm này tao mặc rộng à, giùm này tao mặc rộng, ngực tao giải mà tao mặc rất còn rất là rộng luôn. Sao nó mờ mờ bay? Ủa, bị mờ hả? Đi vậy ta. Mấy chị ơi, ơi đang xem like. Năm hơ hở. Năm hơ. Năm hơ chắc mày mặc vừa. Năm hơ chắc mày mặc vừa. Tớ cái tao mặc đó nó tao mặc thử nó bao dương ngay chỗ cái. Ờ một cái đùi mày không có bằng đùi tao lao, nó bao chứ cái đùi tao đó. To lắm. Này, mẫu dâm này đẹp lắm. Ui. Đế. Một chiếc này cốt rồi. Đây, dung này rất là đẹp luôn nè. Dung này dung về nè. Túi không chị, vợ có túi nha chị Thúy Diễm nha. Em có túi, em có rất là nhiều túi luôn. Túi thanh lý có, túi máu có. Chị nghe em ớt em xả, bữa nay em xả hết cho mấy chị luôn. Bữa nay em xả hết cho mấy chị luôn nghe. Dung này rất là đẹp luôn nha mấy chị. Dung này rất là đẹp luôn. Em xả cho mấy chị luôn nghe. Tấm 10 nha mấy chị, em xả cho mấy chị luôn. Cái dung về này một cái tấm 10 thôi. Rất là đẹp luôn. Lấy cái này không bên em là dung hoa nha mấy chị. Lấy cái này không bên em là dung hoa nha. Em lên xét cho mấy chị xem nè mấy chị yêu. Đây xé đây một quần thể thao đỏ với một cái ố hê dây nha. Một quần thể thao đỏ với một cái ố hê dây này mình yêu rất là đẹp luôn, rất là dễ thương luôn nha. Đây lái xét này không minh cho em là xét đỏ nha mấy chị yêu. Xét đỏ nha em bón cho mấy chị một xét như thế này thôi, chị có giá 75k thôi nha mấy chị. 75k một cái xét như thế này thôi. Lái cái này không minh cho em là xét đỏ nha mấy chị. Sao mày lái mấy cái xét này về mày mẹt nè. Lái cái này không minh cho em là xét đen này mấy chị, cực kỳ dễ thương luôn nha. Xét đen này mấy chị, nè em để gần cho mấy chị xem nè, tệ nó lên màu đen nó hơi chói một xíu á. Đây, rất là đẹp luôn nha, lái cái này không minh cho em là xét đen nha mấy chị. Quần thì mặc siêu xinh luôn nha. Rồi đợi em xíu nha, em lái túi thanh lý cho đây. Rất là xinh luôn nha mấy chị yêu đây. Lái cái này thì không minh cho em xét đen nha mấy chị, chỉ 75.000 một xét thôi, rất là đẹp luôn. Đó là hòn còn nêu, còn tem, còn mọt nha mấy chị, còn hòn thanh lý. Đợi em xíu nha, có tệ vì nhiều lắm. Đợi em xíu nha mấy chị nha. Đây túi thanh lý này mấy chị, đây máu nha, máu 100% luôn, có gọi là chưa động tá luôn á mấy chị nè, máu can luôn. 50 nha mấy chị, 50 nha, 50 nha, 50 nha mấy chị. Lấy túi này không minh cho em là đỏ chim nè, đỏ chim nha mấy chị, đỏ chim nha, đỏ chim nha mấy tình yêu, đỏ chim nha. Tô mập quá không thể nào mặc được. Không tới nổi đâu mày mẹ, mấy cái set đó chắc cưng lắm, mấy cái set đó chắc cưng lắm. Đây nha mấy tình yêu, đây một cái túi này, lấy túi này không bên cho em là đỏ khóa nha mấy chị, đỏ khóa nha. Đây đỏ khóa nha mấy chị, không hề tróc, không hề bung một cái gì hết nha mấy tình yêu, không hề tróc, không hề bung một cái nồi hết nha. Lấy túi này không bên cho em là đỏ khóa nha mấy chị, đỏ khóa nha mấy tình yêu. Lấy túi này không bên cho em là đỏ khóa nha, rất là đẹp luôn, đẹp lắm nha mấy chị.
rất là xinh luôn nha. Để em xíu em lên túi chép cho con. Đợi tí. Túi này là hồng niêu nè mấy chị, túi này là hồng niêu nhưng mà hôm nay em xỏ cho mấy chị luôn nha, 80 luôn nha mấy chị. Túi này là hồng niêu nhưng mà hôm nay em xỏ cho mấy chị luôn nha, 80 nha mấy chị. Cho túi thanh lý rồi bạn. Thanh lý cho thấy cái đầu đĩa lộn gì mày. Đây mấy chị rất là đẹp luôn, túi này là hồng niêu nha mấy chị, niêu hồng Quảng Châu luôn ấy. Nó nhỏ quá chị, cho cái điện thoại em chắc nó bị mắc đó chị. Mấy chị bật giùm cái loa to lên giùm em với nghe mấy chị nha. Đây túi này là hồng mới nha mấy chị nè. Máu nha, mà hôm nay em xoải mấy chị luôn. Tóm 10 nha, bên trong nó có 4 ngàn nha mấy tình yêu. Bên trong nó có 4 ngàn nha mấy chị. Bên trong có 4 ngàn nha, rất là đẹp luôn. Túi này chắc da, mấy chị nhìn chắc da của nó này rất là đẹp luôn nha. Lấy túi này comment cho em là túi xanh nha mấy chị. Lấy túi này comment cho em là túi xanh tóm 10 nha mấy chị. Túi xanh tóm 10 nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Đẹp lắm nha mấy chị. Túi này túi xanh nha. Lấy này comment cho em là túi xanh tóm 10 nha. Dung hoa thanh lý hay như vậy? Thanh lý đó em, thanh lý đó. Thanh lý đó. Xem dung rồi đợi em xíu nha. Đây, một cái túi hồng Quảng Châu đây mấy chị. Chất da rất là đẹp luôn, đẹp cực kỳ luôn nè. Đợi em xíu nha, rồi em lên dung lại cho ngang đây. Rất là đẹp luôn nè mấy chị. Em có nhiều dung lắm mấy chị, đợi em xíu đem lên dung cho. Đây, rất là đẹp luôn nha. Túi này hồng niêu nha mấy chị yêu. Đây, hôm nay em bán rẻ cho mấy chị luôn 130k thôi nha mấy tình yêu. Rất là đẹp luôn, mẫu này là rất là máu luôn nè. Đó, nghe. Mẫu này không so lại gì hết nhưng mà kiểu này là kiểu mới ra nè. Ship tỉnh không chị? Dạ có nghe chị Nga, em có ship tỉnh chị Nga, em có ship tỉnh Nga. Em có ship tỉnh chị nha, đây rất là đẹp luôn nha mấy tình yêu. Lấy cái này comment cho em là túi bọt nha mấy chị. Lấy cái này comment cho em túi bọt nha, túi này rất là đẹp luôn. Em hủ với em lên cái bụi đây, cái mỏ em. Thử em xem thử. Thôi đơn mạc riêng rồi thử cũng được nhưng mà cái dâm này là chị mạc rộng nè. Dâm này chị mặc rộng nè. Dâm này rất là đẹp luôn mấy chị. Nè dâm về nè mấy chị, em có dâm đùi nữa, em có dâm đùi nữa. Em có dâm lẫn nữa. Em có dâm lẫn nữa nha mấy chị, em có dâm lẫn nữa nha. Đo mạc riêng là làm sao thử qua 130k. 130k có xếp. Có xếp không? Dạ đúng rồi chị, cái túi đó là hồng máu ngang. Còn túi nào thanh lý thì em nói thanh lý. Còn cái nào hồng máu thì em bố với mấy chị là hồng máu nghe mấy chị yêu. Đây cái dâm này mấy chị. Không dâm này chị mạc còn rộng đó không. Dâm này chị mạc còn rộng nè. Nhưng mà đùi to quá thì không được nha. Đùi to quá thì không được nha. Tại vì cái đùi chị nó cũng to lắm. Nhưng mà chị mạc chị thấy nó hơi ôm. Nó hơi ôm. Còn phía phần trai mà còn vô tư. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Đây dâm này tóm mưa nha mấy tình yêu, dâm này tóm mưa nha. Nó thiệt mấy chị, nó nhận về mấy chị rất là thích luôn, đổ bỏ cho mấy chị luôn á. Cái máu nó cầm dục mẹ đó rồi. Túi đen bao nhiêu chị? Túi đen nào chị Hề? Cái túi đen bên đây là của em. Chị nào thích không thì lấy cái túi con ong này nè mấy chị. Em xin lấy lại cho mấy chị, tại hồi đó là em mua hồng super đó. Cái đó em mua hồng super đó nên là để nào em thanh lý lại cho em, có thanh lý lại cho mấy chị thì em cũng thanh lý ít nhất là phải tâm hơn nha. Mọn em ơi. Đo mạc còn riêng chị tràn vốn được, đo mạc còn riêng tràn vốn được. Nhưng mà chị mạc vừa, rất là xinh. Mẫu này mạc lên rất là xinh nha. Đây, lấy này không bên dâm là dâm 80 nha. Em đang dâm đùi tiếp cho mấy chị xem nè. Em đang dâm lẫn cho mấy chị xem nha. Đây em lên dâm lẫn cho mấy chị xem nè. Mấy cái nồi nó ngán ngán thì em mới dễ thử cho mấy chị coi được. Chứ mấy cái nó giờ quá, cái nó lùi thùi với hòn này là em lấy với em bắt là cho mấy chị thôi, cho nên là em không có thử được nhiều nha. Cái nồi nó nhanh gọn thì em mới thử cho mấy chị xem được. Đây dâm này rất là xinh luôn. Dâm này 70 nha mấy chị, dâm này 70 nha. Báo trang luôn. Đây rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Đây rất là đẹp luôn nha. Tại em đo mạc cái quần riêng ở bên trong mấy chị, rất là đẹp luôn nè. Lấy cái này comment cho em là dâm đen nha. Chị em chào Duy Nguyễn nha. Lấy cái này comment cho em là dâm đen nha mấy chị. Dâm đen 70 nè mấy chị. Rất là đẹp luôn. Em nói thiệt với mấy chị luôn á. Mấy chị nhận về mấy chị sẽ rất là ưng ý luôn. Rất là đẹp luôn nha. Dâm này là dâm đen 70 nha. Quần của nó